chiến thắng với Tổ quốc đem lại niềm phấn khởi. Điều thứ ba đó là sân khấu cổ vũ với mọi người. Điều thứ tư là sân vận động phòng ngừa và cũng như anh được thì. Điều thứ sáu là sân yêu cái sân vật. Điều thứ bảy là sân vân lời cha mẹ vẫn chữ và không bị bắt. Điều thứ tám là sân nhóm phòng ngừa tươi. Điều thứ chín là sân cái gì? Điều thứ tư là nói cho đến làm. Lời hứa xối con. Gạo là cố gắng làm vui lòng bà ngoại là đủ rồi. Lời tâm nguyện tham sinh. Sáng nay đi sinh hoạt hướng đạo, bà ngoại kêu là ngày chủ nhật, ngày gia đình để bà ngoại ở nhà mình. Gạo đứng trong gốc kè không quay được. Để tưởng nhớ các trưởng và các tín đồ sinh đã lìa rừng